Vòng đàm phán thứ hai của thỏa thuận quốc tế nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa đã khai mạc tại Paris, Pháp. Các nhà đàm phán đến từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ mong muốn đưa ra được kế hoạch hành động sơ bộ, từ đó tạo cơ sở cho một dự thảo để đạt được thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý vào năm 2024. Thỏa thuận liên quan đến việc giảm thiểu sản xuất, sử dụng sản phẩm nhựa và xử lý rác thải nhựa. Các nước đang xem xét một loạt biện pháp như là ban hành một lệnh cấm quy mô toàn cầu đối với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, đồng thời xem xét áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm sẽ phải trả tiền. Vâng ạ, chống ô nhiễm nhựa là một thách thức đối với bất cứ quốc gia nào. Bên cạnh việc giảm thiểu sử dụng sản phẩm từ nhựa thì rất nhiều tiền của đang được đổ vào để phát triển các công nghệ tái chế nhựa nhằm xử lý lượng rác thải nhựa khổng lồ hàng trăm triệu tấn mỗi năm. Hiện tại thì các nhà khoa học trên thế giới đang tập trung vào việc sản xuất các chất thay thế có thể phân hủy sinh học, đồng thời phát triển các công nghệ có thể loại bỏ chất thải nhựa mà chúng ta đã và đang tạo ra. Một phòng thí nghiệm tại Trung tâm Đổi mới về chất thải nhựa của Đại học London. Tại đây, các nhà nghiên cứu đang xem xét một loạt công nghệ có thể cắt giảm đáng kể lượng rác thải nhựa mà con người chúng ta tạo ra. Đó có thể là các công nghệ sinh học như sử dụng các vi sinh vật trong đất để ăn mòn nhựa, hay công nghệ cho phép phân tách các sản phẩm nhựa giúp cải thiện đáng kể việc tái chế và xử lý. Giải pháp lý tưởng là có các hệ thống phân loại và phân hủy rác nhựa, cho dù đó là phân hủy hóa học hay là phân hủy sinh học. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể cứ mặc kệ lượng rác nhựa hiện có trên các đại dương. Mọi người đang xem xét phát triển các hệ thống dựa trên vi sinh vật có thể giúp phân hủy nhựa trong môi trường biển. Rất nhiều rác thải thực phẩm ở Anh và nhiều quốc gia khác được gửi đến các bể phân hủy kỵ khí. Những bể không có oxy này sử dụng vi khuẩn để phân hủy rác hữu cơ thành sinh khối. Chúng thu giữ CO2 và khí metan để tạo ra năng lượng và bán lại cho các công ty năng lượng. Nhưng rất nhiều rác thực phẩm lại được cho vào túi nhựa, và nhựa làm giảm hiệu quả của cơ chế phân hủy trong bể kỵ khí. Vì vậy, các nhà khoa học đang cố gắng tạo ra các vi khuẩn phân hủy được cả nhựa. Chúng tôi muốn giảm thời gian phân hủy rác. Chúng tôi muốn giảm thời gian cần thiết để phân hủy nhựa trong các bể phân hủy kỵ khí, làm sao để chỉ mất dưới 3 tuần, bởi đây là thời gian mà các bể phân hủy kỵ khí đang vận hành thương mại. Nhiều chuyên gia cho rằng một phần của vấn đề ô nhiễm nhựa là vẫn thiếu một nỗ lực thống nhất để giải quyết vấn đề. Các quốc gia có các hệ thống xử lý chất thải khác nhau. Các nhà sản xuất đang sử dụng công nghệ khác nhau để thử nghiệm và giành thị phần với các sản phẩm có chứng chỉ xanh. Bà Irene Matia, nhà hoạt động môi trường và luật sư tại Đại học Moby của Kenya tin rằng mục tiêu giảm 80% lượng rác thải vào năm 2040 sẽ cần đến sự nhất trí và hợp tác quốc tế. Để ứng phó với tình trạng hạn hán, khan hiếm nước, thành phố Barcelona của Tây Ban Nha hiện đang cho hoạt động hết công suất một nhà máy khử mặn nước biển thành nước ngọt. Là nhà máy khử mặn nước biển lớn nhất của châu Âu, nhà máy Llobregat nằm trên một bãi biển tách biệt ở Địa Trung Hải. Nước biển được bơm vào nhà máy ở khu vực cách đó 2 km và sau khi đi qua một số hệ thống làm sạch và lọc, nước sẽ được chuyển đến điểm cuối cùng là các ống nước nhiều màu sắc vặn xoắn để loại muối ra khỏi nước biển và cho ra những giọt nước ngọt. Hiện thì quá trình khử mặn nước biển đóng góp 33% lượng nước sạch của Barcelona, trong khi các giếng thì chỉ cung cấp được 23%. Và lượng nước mà các dòng sông thì cũng chỉ cung cấp hiện tại là giảm xuống chỉ còn là 19%.